Chào các bạn, anh Huy vừa mới đóng hai chiếc xe, một chiếc xe và chiếc máy bay cảm ứng tay xong để gửi đi Củ Chi. Thì anh Huy nhận một đơn hàng của bé Lợi, anh Chánh ở Thuận An, Bình Dương, là con Yoyo Thuận Hổ 676201. Anh Huy sẽ test và đóng hàng để gửi đi về Thuận An, Bình Dương cho anh Chánh. Và bé Lợi là người sẽ chơi cái con Yoyo này. Để test con Yoyo này thì nói thật là nhắm mắt anh Huy test cũng được, bởi vì anh Huy đã test rất nhiều lần rồi ha. Rất là nhiều lần ở cửa hàng Abao gần cảnh chuyện này, nhưng anh Phi vẫn làm những cái clip này với mục đích là nói cho các bạn rằng là anh Phi sẵn sàng gửi hàng và thu tiền ship code toàn quốc ha, ở đâu cũng gửi hết à, nào là lúc thì đi Bình Dương nè, lúc thì đi thành phố Hồ Chí Minh nè, lúc thì đi Hải Phòng nè, Hải Dương nè, đi miền Tây nè, đi miền Bắc, miền Trung, đủ hết. Vấn đề còn lại là các bạn cung cấp cho anh Phi được một cái địa chỉ chính xác và cụ thể thì anh Phi sẽ xem được phí. Còn chính xác cụ thể là gì, nó có số nhà nè, tên đường nè, phường xã nè, ấp nè, quận huyện nè, tỉnh thành phố nè, đó là địa chỉ chính xác. Và nếu các bạn là học sinh thì anh Phi sẽ liên lạc với ba mẹ, bởi vì sao, các bạn đi học làm sao nhận hàng được, cho nên buộc lòng anh Phi sẽ gặp ba mẹ nhé. Và các bạn muốn mua hàng thì nhớ xin phép ba mẹ nha, tại vì có nhiều lần anh Phi liên lạc với ba mẹ thì các bạn bị rầy, các bạn nói là nó tụt lum hết, nó chưa có xin phép anh chị, cho nên cố gắng xin phép ba mẹ rồi hãy liên lạc cho anh Phi. Anh Phi sẽ gửi hình là báo giá, là báo giá vận chuyển cho các bạn nè, dự kiến ngày giao, nhưng mà các bạn cứ 3 tới 5 ngày, ở Việt Nam mình là 3 tới 5 ngày là nó tới hết á. Và nếu các bạn đi học thì nhớ xin phép ý kiến ba mẹ để ba mẹ hỗ trợ nhận hàng ở nhà nhé. Tại vì có nhiều lần các đơn hàng nó ra tới nơi rồi mà không có giao hàng được, bởi vì các bạn đi học để máy ở nhà không ai nghe, thông báo lại cho cha mẹ thì khi cha mẹ nghe thì cha mẹ nói ủa tôi đâu có mua, mà đâu có biết là các bạn mua, các bạn giấu mà, cho nên là người ta lại trả hàng về cho anh Huy. Cho nên cố gắng các bạn xin phép ba mẹ nếu là học sinh, bởi vì không phải anh Huy làm khó cho các bạn mà là các bạn đi học không nhận hàng được. Còn các bạn nói em đang chơi em nhận ha, thứ bảy chủ nhật em nhận, xin lỗi không giao được đâu nha các bạn nhé. Đấy, cho nên là các bạn sẽ phải xin phép ba mẹ. Rồi, điều kiện tiên quyết là xin phép ba mẹ nhé. Như bé Lợi nè, đó ba phải cho rồi mới anh Phi mới gửi hàng được. Và anh Phi đã quấn cái Yoyo tới tay của chúng ta rồi nè. Tại vì nói nhiều về con Yoyo thần rồng này á thì cũng không có gì để nói. Các bạn thấy không? Đấy, ba cái giấy anh Phi đóng hàng á, nó rớt xuống đó đó. À, chắc phải nói phải đủ thứ hết ha. Cho nên là anh Phi sẽ không có dành thời gian rảnh để mà ở đây mà đi dụ các bạn đâu. Anh Phi làm cái đơn nào thì chắc đến đó là như vậy ha. Giờ anh Phi quăng Yoyo ra nha. Đấy, nó chạy nè, các bạn thấy đã chưa? Đây là con Yoyo 2 vòng quay độc lập nhé. Anh Phi nắm ở ngoài nó vẫn chạy bên trong nha. Ở trong nó vẫn chạy nha, các bạn để ý thấy ha. Và anh Phi buông ra, anh Phi thích nó lên nè. Thấy không? Do anh Phi quăng ra nhẹ quá cho nên khi là anh Phi sử dụng tính năng nó cầm nó trên tay thì cái lực quay của nó đã giảm rồi. Cho nên khi mà muốn làm vậy các bạn sẽ phải phải làm cho mạnh một chút xíu, quăng cho mạnh một chút xíu. Mà để quăng cho mạnh thì phải cầm như vậy nè các bạn, không có thả ngược vậy được đâu. Thả ngược vậy không có đủ lực đâu, có phải quăng như vậy nè. Đó, thấy không? Hất lên nó không lên đâu, phải hất lên nó mới lên nha. Tập hất nha các bạn. Nè, tập hất lên nè, thấy không? Rồi, đơn giản chưa? Còn quấn dây thì dùng ngón cái tay cầm Yoyo giữ dây và quấn thôi. Đấy. Còn cái nút thắt trên tay thì rất là dễ dàng rồi, anh Phi sẽ làm lại cho các bạn nè. Đây, nó sẽ máng vô ngón trỏ, vòng xuống ngón út để trên ngón trỏ của tay còn lại. Lấy ngón cái này giữ lại và dùng hai ngón này móc sợi dây qua. Thấy không? Móc sợi dây qua là nó sẽ trở thành một cái thòng lọng như thế này. Nó siết vào tay các bạn, ban đầu thì hơi đau đó nhưng mà từ từ sẽ quen thôi. Thấy không? Ok chưa? Hết không lên đâu, phải hất lên mới được, thấy không? Vài phút. Thấy không? Anh Phi làm nhanh quá, anh Phi chụp hụt đó, cho nên là các bạn phải tập từ từ ha, không có gấp gáp được nè. Thắt lên nè, hút ha, đưa nó nè, nắm nè, đưa nè, giống như đưa dẫm cho đó, xong thảy lên canh nó ha. Rồi xong, tới đây là xong rồi các bạn. Anh Phi sẽ chuyển qua khâu đóng hàng nữa và gửi về cho bé Lợi nữa là xong. Và tất nhiên là trong này nó sẽ có hai cọng dây quà tặng ở trong này nhé. Anh Phi sẽ bỏ dây quà tặng vô xong ấp lại, bỏ vô hộp và đóng hàng nữa là xong, giống như cục ở dưới này, thấy không? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó của cửa hàng Abao nhé.